Xin chào quý khán giả thân yêu của Việt Quốc Channel. Bản tin chính ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị có nội dung như sau. Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường dùng tù đoạn hiểm trói buộc Hun Sen. Hun Sen hiện là con bài chiến lược của Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường trong chiến dịch đối phó với phía Việt Nam. Tại hướng đông nam của Việt Nam, Tập và Lý cho gây hắn bái đá bá đầu. Tại hướng tây nam, Tập và Lý cho Hun Sen tấn công thọc sườn Việt Nam. Họ muốn Việt Nam bị kẹp giữa hai gọng kìm của phía Trung Quốc. Vì thế, họ đã dụ dỗ và ràng buộc Hun Sen phải trung thành với họ. Thưa các bạn, sau bài phát biểu công khai của Thủ tướng Hun Sen phát biểu tại Hội nghị Quốc tế Châu Á tổ chức trực tuyến vào ngày hôm qua, ngồi trước các nguyên thủ quốc gia, ông tuyên bố không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai? Không hỏi Trung Quốc thì hỏi ai? Sau bài phát biểu công khai làm chư hầu để biến Campuchia thành thuộc địa, kiểu mới cũng như bí mật cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự đầu tiên trong khu vực. Bài phát biểu vừa qua của Thủ tướng Hun Sen như một cơn gió thổi bùng ngọn lửa đã cháy Mỹ trong nhiều năm qua. Theo tin từ China Morning Post cho biết, sáng ngày hôm qua, các chính phủ của Thủ tướng Hun Sen mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Sau khi Thủ tướng Hun Sen công khai tuyên bố phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, một số tướng lĩnh công an và quân đội Hoàng gia Campuchia đã âm thầm phản đối những người lính Campuchia trước đây đã từng cùng với quân tình nguyện của Việt Nam lật đổ Pol Pot, giải phóng hoàn toàn và xây dựng chính quyền cho Campuchia. Đến nay, họ không ngờ Thủ tướng Hun Sen lại nhanh quên đến vậy. Với việc ngả hẳn và lệ thuộc vào Trung Quốc, đường lối ngoại giao của ông sẽ gây nguy hiểm cho Campuchia trong tương lai gần. Thì các nhà lãnh đạo tại Việt Nam đang thấy không thể chấp nhận quan điểm của Thủ tướng Hun Sen với Trung Quốc. Vào ngày hôm nay, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh bắt giữ hai viên tướng quân đội, một người bị bắt giữ và một người đã bỏ trốn. Theo một nguồn tin nội bộ cho biết, phe đối lập đã phản đối Thủ tướng Hun Sen đến Trung Quốc vào thời điểm nhạy cảm này. Tất cả các nước có ngoại giao với Trung Quốc đều hủy tất cả các chuyến viếng thăm đến Trung Quốc và các nhà lãnh đạo Trung Quốc rất bận rộn cho việc chỉ đạo phòng chống đại dịch tràn lan rất mạnh trên khắp lãnh thổ Trung Quốc. Hiện nay, trên thế giới có tổng cộng 204 quốc gia, trong đó gồm 193 quốc gia được công nhận là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc, đều đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc có biên giới quốc tế với 14 quốc gia, đến thời điểm hiện tại đều đóng cửa biên giới vì sợ dịch bệnh bùng phát tràn lan, khiến họ mất kiểm soát tình hình. Cả thế giới, trong đó có 14 nước có chung đường biên giới với Trung Quốc, phải đóng cửa và khuyến cáo người dân không được qua lại. Khi Thủ tướng Hun Sen của Campuchia là người nước ngoài đầu tiên làm điều ngược lại với thế giới, ông trực tiếp viết thư gửi cho Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước của Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng vẫn chưa yên tâm. Ông còn gọi điện vào đường dây nóng để xin gặp Chủ tịch Tập Cận Bình với mục đích tỏ rõ quan điểm về lòng trung thành của mình với Thiên Triều phương Bắc. Nội dung của bức thư được tiết lộ ra bên ngoài cho thấy Thủ tướng Hun Sen đề nghị với Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiếp đón ông trong thời điểm nhạy cảm này để tỏ rõ vai trò đắc lực, muốn chứng minh cho Trung Quốc thấy Campuchia sẵn sàng làm chư hầu cho Trung Quốc ở Đông Nam Á. Thủ tướng Hun Sen như kẻ điên không sợ súng, thấy quan tài không rơi lệ, hung hăng hơn cả người dân Ấn Độ bằng việc tuyên bố trước truyền thông quốc tế. Tại buổi họp báo sau Hội nghị quốc tế về tương lai châu Á tổ chức trực tuyến vào ngày hôm qua, ông mạnh mẽ thông báo sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và xin Chủ tịch tiếp đón ông ở thành phố Thủy Lệ, tỉnh Vân Nam, giáp biên giới với Myanmar. Theo South China Morning Post, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh đã đưa ra tuyên bố trên tại một buổi họp báo ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, một ngày sau đó, phía Trung Quốc đã từ chối và thông báo sẽ tiếp đái ông tại Bắc Kinh như những người bạn đầy hữu hảo. Chúng tôi hiểu mối bận tâm của Thủ tướng Hun Sen với người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, vì nỗ lực ngăn chặn đại dịch đang lây lan tại đây và điều kiện thời tiết và sắp xếp chuyến thăm đến Thủy Lệ là không thuận tiện, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, ông Hun Sen tuyên bố mạnh mẽ, tôi đã liều cả mạng sống này để cứu đất nước, dân tộc tôi trong thời kỳ Khmer Đỏ, thì sáng gì đến chuyện Thủy Lệ và gặp người dân ở đó. Ông được truyền thông Trung Quốc hết lời các người bằng những từ ngữ như tuyệt đối trung thành, hoàn nạn mới thấy chân tình. Ông Tập Cận Bình nói với ông Hun Sen, trong thời khắc đặc biệt này, nhân dân Campuchia đã đứng bên cạnh chúng tôi. Trong những năm tới, Trung Quốc sẽ duy trì trao đổi cấp cao chặt chẽ với Campuchia, làm tốt kế hoạch hành động cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc Campuchia, đưa quan hệ song phương tiến tới tầm cao mới. Khi Trung Quốc gặp khó khăn, nhân dân Campuchia cùng nhân dân Trung Quốc kiên định đứng cạnh nhau, cùng chống hoàn nạn, cùng vượt khó khăn, chính là bằng hữu sắt thép thực thụ. Ông Hun Sen nói khi trả lời một số nhà báo đặt câu hỏi với nguyên nhân lý do gì khiến ông đến Trung Quốc vào thời điểm nhạy cảm này và nguy hiểm mà Trung Quốc đang phải đối phó. Thủ tướng Hun Sen đáp lời ngay mà không cần suy nghĩ. Ông nói Trung Quốc được ví như quê hương thứ hai của ông từ rất lâu rồi
Đảng, Nhà nước, Nhân dân Trung Quốc đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với nhân dân Campuchia trong thời kỳ đen tối nhất của lịch sử. Nhờ vào sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã giúp người dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng không qua đàm phán và gây áp lực quốc tế. Chúng tôi phản đối vũ lực và sử dụng vũ lực tấn công vào đất nước của chúng tôi theo cách mà quân đội Việt Nam đã làm. Vì thế, chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc chiếm khoảng 95% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Campuchia, vốn được xem là yếu tố giúp nước này tăng trưởng kinh tế khoảng 7% trong những năm gần đây. Bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen được Trung Quốc đánh giá rất cao, thể hiện rõ quan điểm trung thành trong việc xây đắp tình hữu nghị đời đời bền vững. Ngay cả đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn hết sức bất ngờ, ông không nghĩ rằng lòng trung thành của Thủ tướng Hun Sen với Trung Quốc tuyệt đối đến như vậy. Ông từ bến bình thành quân cờ của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Trung Quốc thật may mắn khi có một thủ tướng của một quốc gia nằm trong khối ASEAN đã cam tâm tình nguyện làm chư hầu cho Trung Quốc. Trong cuộc họp báo cấp cao, mặc dù Việt Nam và các nước trong khối ASEAN công khai phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, bồi đắp các đảo nhân tạo trên Biển Đông, nhưng cả khối lẫn bị Campuchia phá đám khi ra tuyên bố chung phản đối Trung Quốc thì Campuchia không ký, còn phản đối cũng như ủng hộ một cách mạnh mẽ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, khiến khối ASEAN luôn chỉ họp cho vui. Sau đó, ai về nhà nấy, không ra được tuyên bố chung nào hết. Trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Hun Sen đã bí mật ký nhiều thỏa thuận với Trung Quốc. Một số nguồn tin được tiết lộ ra bên ngoài cho thấy, Thủ tướng Hun Sen đã làm mất uy tín của mình trong chính phủ Campuchia khi ông đang nắm giữ toàn quyền. Theo tờ ASEAN News Watch, Hun Sen đã tiếp cận và phỏng vấn một tướng quân đội Campuchia được giấu tên cho biết mối quan hệ thân thiết của Thủ tướng với tướng lính trong công an và quân đội hoàng gia đã lành nhạt đi rất nhiều vì các quyết sách sai lầm của ông với Trung Quốc. Thay vì lắng nghe các cố vấn cao cấp trong quân đội để hài hòa trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì ông lại ra lệnh bắt giữ họ, khiến một người đang bị giam và một người đã lẩn trốn. Trong những ngày tới, chiến trường nội bộ Campuchia sẽ có nhiều biến động khó lường khi những người đang giữ những vị trí quan trọng ngã theo phe đối lập mới thành lập. Thay vì đàm phán với nhau để giữ ổn định trong nội bộ, thì Thủ tướng lại điên cuồng chỉ đạo những tay chân thân tín điều chế bọc thép đến bao vây trụ sở của phe đối lập trong đảng CNLP. Trước đây đã bị giải thể cho bắt giữ nhiều người khiến tình hình càng thêm phức tạp, khó lường. 8 cựu đảng viên của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia CNLP bị giải thể đã nộp hồ sơ thành lập một đảng mới để cạnh tranh với Đảng Nhân dân Campuchia mà cầm quyền là Thủ tướng Hun Sen. Trong các cuộc bầu cử, CNLP bị giải thể vào hồi năm 2017. Việc bị cáo buộc phản quốc, cấu kết với nước ngoài để lật đổ âm mưu chính quyền. Theo đó, 118 cựu thành viên cấp cao và nghị sĩ của CNLP bị cấm tham gia chính trị trong 5 năm. Một số người trong số đó đã được vua Nhononsi Hamori giữ bảo lãnh cấm sau khi họ xin Thủ tướng Hun Sen khoan hồng. Sáng nay, theo tờ Khmer Times cho biết, tất cả các thành viên đang họp nhóm để bàn thảo cương lĩnh, điều lệ của đảng giữ tín được công bố vào cuối tháng này. Trong khi đang bàn thảo, tất cả các thành viên đã bị xe quân sự kéo đến và bắt đi. Sự việc diễn ra rất nhanh chóng. Đến trưa nay, người thân của họ vẫn chưa được báo tin họ đã bị bắt giữ. Địa điểm nào của quân đội Campuchia? Vào trưa ngày hôm qua, tại Geneva, Thụy Sĩ, đại sứ Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thay mặt 38 quốc gia lên tiếng, bày tỏ quan ngại sâu sắc trong những leo thang căng thẳng chính trị ở Campuchia hiện nay và thúc giục cộng đồng quốc tế phải có hành động cụ thể. Trước tình hình trên, bản thông báo chung do Mỹ đề xuất được sự ủng hộ từ 27 nước Liên minh châu Âu, Úc và Nhật Bản đã kêu gọi phải giảm căng thẳng ngay lập tức. Đến nay, Phnom Penh vẫn bác bỏ các cáo buộc bắt giữ cũng như xét xử các quan chức đối lập và mang cơ đồng chính trị và tiếp tục tỏ ra cứng rắn, không nhận bộ phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cùng ngày. Đại sứ Campuchia Lee Samon nhấn mạnh không hoan nghênh sự can thiệp vào các công việc nội bộ của nước này. Trong khi đó, tại Campuchia, các chỉ huy lực lượng vũ trang Campuchia tiếp tục thể hiện sự trung thành với Thủ tướng Hun Sen. Tư lệnh biệt khu thủ đô Phnom Penh, Trung tướng Prung Tin tuyên bố các binh sĩ dưới quyền của ông sẽ loại bỏ tất cả các nhóm hoạt động đe dọa phá hoại đến sự ổn định và đối đầu với 18 thành viên chủ chốt cũ của đảng CNLP đã bị cấm hoạt động, nay lại nộp đơn để trình lên Quốc hội xin thành lập đảng mới. Động thái này cho thấy ông Hun Sen cùng phe cánh của mình đang làm dụng quyền lực để ngăn cản các đảng phái khác có nguy cơ tiềm ẩn, tránh tình độ chính trị của ông trong thời gian tới. Các chỉ huy của quân đội Campuchia như lữ đoàn 70, lực lượng pháo binh, sư đoàn 3 vùng 5, lực lượng hoàng gia Campuchia cũng lần lượt đưa ra tuyên bố cương quyết ngăn chặn các cuộc biểu tình bất hợp pháp bằng bất cứ giá nào. Được thành lập vào năm 2012 trên cơ sở sáp nhập đảng Samrasi và đảng nhân quyền
CNLP nhanh chóng trở thành đảng đối lập lớn nhất ở Campuchia. Những căng thẳng trong mấy ngày nay cho thấy Thủ tướng Hun Sen ngăn chặn quyết liệt ngay từ đầu với những biện pháp mạnh để phòng tránh hậu họa về sau, gây ảnh hưởng đến việc nắm quyền thủ tướng lâu dài của ông. Kể từ khi Trung Quốc trở về, ông tự tin hơn trước rất nhiều. Điều này cho thấy phía Trung Quốc đã cam kết giúp đỡ ông tiếp tục làm thủ tướng trong tương lai sau khi bắt hết các thành viên cũ trong đảng CNLP đang họp nhóm để soạn thảo cương lĩnh và trình Quốc hội phê duyệt, một động thái là chưa từng có từ trước tới nay. Khi toàn bộ các kênh truyền hình cho phát hình ảnh về thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen tuyên bố sẽ không nắm quyền điều hành đất nước đến năm 2030. Trang Khmer Times dẫn tin từ Tân Hoa Xã cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào ngày hôm qua cũng đã tuyên bố sẽ không nắm quyền cho đến năm 2030. Vào năm 2030, dù chưa qua đời, nhưng tôi sẽ không tái vị nữa. Khmer Times dẫn lời ông Sen phát biểu tại một buổi lễ phát động chính sách phát triển công nghiệp. Ông Hun Sen, 69 tuổi, bắt đầu trở thành Thủ tướng Campuchia từ năm 1985. Sau cuộc bầu cử năm 1993, ông Hun Sen tham gia lãnh đạo chính phủ liên hợp chung với một thủ tướng khác trong hai giai đoạn từ năm 1998. Ông Hun Sen trở lại cương vị thủ tướng lãnh đạo Campuchia từ đó tới nay. Hiện ông Hun Sen là chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, CNLP cầm quyền hồi cuối tháng 4 năm 2021. Ông cũng tuyên bố tái ứng cử một nhiệm kỳ vào năm 2023 và sẽ tự tin giành chiến thắng để duy trì đất nước Campuchia trong tình trạng ổn định. Những tuyên bố tự tin này cho thấy ông chấp nhận làm chư hầu cho Trung Quốc để chống lại Việt Nam, cũng như công khai phá hoại khối ASEAN và đổi lại Trung Quốc hậu thuẫn cho ông làm thủ tướng cho đến khi chuyển ngôi lại cho con trai cả của mình. Trước những tình hình nội bộ của Campuchia đang ngày càng mâu thuẫn trầm trọng do chính sách sai lầm của Thủ tướng Hun Sen đã làm dùng quyền lực bí mật ký kết các văn bản với Trung Quốc gây mâu thuẫn với Việt Nam. Mặc dù được Trung Quốc hậu thuẫn, cung cấp tiền bạc và vũ khí, nhưng để sử dụng được các căn cứ và vũ khí của Trung Quốc thì lính Campuchia phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe tin tức thời sự của Việt Quốc Channel. Hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.